Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính được nhắc đến trong video này chính là chiếc Rolex Daydate 36128239. Hãy cùng chờ xem là nó có gì đặc biệt nhé. Mặc dù Rolex đã tung ra dòng đồng hồ Daydate với kích thước 40mm hay cả 41mm, nhưng với nhiều người vẫn đồng tình rằng Daydate 36 sẽ luôn là thiết kế cổ điển và có điểm nhấn riêng. Đặc biệt với cổ tay nam giới Việt thì kích thước 36 vẫn được ưa chuộng rất nhiều. Trong năm nay, Daydate 36 là dòng đồng hồ được Rolex lưu tâm hơn cả khi mang tới khá là nhiều thiết kế với mặt số được đánh giá là thú vị, bên cạnh việc giới thiệu tới công chúng chiếc GMT Master Batman hay là chiếc Jazz Master 42 tại sự kiện Bezel World hồi tháng 3 đầu năm. Đã 63 năm tuổi, Daydate luôn nằm top các bộ sưu tập quan trọng trong catalog của hãng kể từ khi hạ màn năm 1956. Ban đầu, những chiếc Daydate xuất hiện với thiết kế tiêu chuẩn 36mm và Rolex sản xuất song hành dòng Daydate 40 trong thời điểm hiện tại. Rolex từng có dòng đồng hồ Daydate 2 với kích thước là 41mm hiện đã dừng sản xuất. Và trong vòng 6 thập kỷ trôi qua, những model Daydate 36 mới ra năm 2019 đánh dấu một chương mới trong lịch sử những chiếc đồng hồ được mệnh danh là Rolex President này. Mặc dù vẫn là bộ vỏ khung Oyster 36mm ở đó, vẫn là các ô cửa sổ lịch trên mặt số tại cùng vị trí hay dây đeo President, ba mối nối huyền thoại. Daydate 36 2019 đã chính thức được Rolex trang bị bộ máy đời mới nhất của hãng Calibre 3255. Nếu như bạn còn nhớ, bộ máy tự động Calibre 3255 được giới thiệu lần đầu vào năm 2015 trong bộ sưu tập Daydate 40. Bộ máy mới này khác biệt hoàn toàn với bộ máy 3155 tiền nhiệm vốn được giới thiệu năm 1988. Sự khác biệt đầu tiên, khả năng dự trữ năng lượng của đồng hồ đã tăng lên 70 giờ, gấp rưỡi so với bộ máy 3155 là 48 giờ. Thêm vào đó, với việc tích hợp bộ thoát Coronary nhận được bằng sáng chế Rolex, khả năng kháng từ cũng như là chống sốc mạnh của Calibre 3255 cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Năm 2015 cũng là năm mà Rolex giới thiệu tới tiêu chuẩn Superlative Chronometer mà mọi chiếc đồng hồ Rolex khi xuất xưởng đều phải đạt được. Sai số cho phép khi hoạt động của mọi chiếc đồng hồ Rolex sau khi nhận được chứng nhận Superlative Chronometer là -2/2 giây một ngày, gấp đôi tiêu chuẩn COSC là -4/6 giây một ngày. Kèm theo chứng nhận này thì mọi chiếc đồng hồ được Rolex sản xuất còn được nâng thời hạn bảo hành quốc tế kéo dài lên 5 năm. Và dĩ nhiên mỗi đồng hồ Daydate 36 với mã hiệu 128239 cũng không phải là ngoại lệ được hưởng chính sách mới hấp dẫn và có lợi này. Sự đổi mới của Daydate 36 không nằm ở riêng bộ máy mà còn xuất hiện từ vỏ khung đồng hồ cho tới mặt số đồng hồ. Trong khi vỏ khung vẫn giữ ở đường kính 36mm, nhưng tỷ lệ của các chi tiết như là càng nối dây, độ gồ ghề của vỏ khung và cả độ rộng của dây đeo. Tuy nhiên, những thay đổi này thực sự là rất nhỏ và Rolex không hề công khai. Có lẽ thương hiệu Rolex muốn tự người dùng sẽ tìm ra những thay đổi đó khi đeo trên tay những mẫu Daydate 36 đời cũ với mã tham chiếu có 3 số đầu tiên là 118, ví dụ như là chiếc Rolex 118235 chẳng hạn, và so sánh với đầu 128 mới. Theo cảm nhận cá nhân thì những thay đổi của Rolex đã khiến cho chiếc Daydate 36 128239 đem đến cảm giác thoải mái hơn, lịch lãm hơn và dây đeo thì ôm và chắc tay hơn trước. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị mà bạn nên thử. Daydate 36 128239 cũng là một trong 3 mẫu đồng hồ duy nhất sở hữu mặt số được thiết kế dạng ombre mà Rolex giới thiệu trong năm nay. Hai mẫu đồng hồ khác lần lượt mang mã hiệu là REF 128238 và REF 128235. Nếu như Daydate 238 sở hữu bộ vỏ vàng vàng, mặt số xanh lá đại diện cho sự quý tộc, thì chiếc Daydate 235 có vỏ vàng hồng, mặt số chocolate là biểu tượng cho nét đẹp cổ điển, thì mẫu đồng hồ Daydate 36 128239 trong video ngày hôm nay với mặt số navy, xanh navy, bộ vỏ vàng trắng lại là thiết kế dành cho những ai đang theo đuổi phong cách hiện đại mà vẫn không kém phần tinh tế. Dù là vàng vàng, vàng Ivory Rose hay là vàng trắng, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng vàng của Rolex nên được xếp vào top những chất liệu có tính thẩm mỹ nhất. Tất cả đều có nước màu sáng so với vàng truyền thống. Bên cạnh đó thì cách thức hoàn thiện bộ vỏ từ đánh bóng vàng bezel cho đến trải xước cho dây đeo đều tăng khả năng nhận diện và bắt sáng cho chiếc đồng hồ. Bên trong vỏ khung vàng trắng là mặt số tròn của chiếc Daydate này.
Mặt số có màu xanh navy đã được thực hiện tạo hiệu ứng chuyển sắc, vẫn hiện lên là màu xanh navy, nhưng theo từng khu vực trên mặt số, sắc thái màu xanh sẽ biến đổi. Trung tâm mặt số màu xanh navy sáng rỡ, còn khi đi về phía phần rìa là một màu đen thẫm bao trùm toàn bộ. Sự ra mắt mặt số này trong thiết kế đầy đét 36 khiến tôi hy vọng rằng Rolex sẽ tiếp tục ứng dụng nó vào dòng đầy đét 40, bởi vì đường kính 36mm thì khá là khiêm tốn để thể hiện được vẻ đẹp của sự lan tỏa này. Được đánh giá là đem lại cái nhìn tương phản và rõ ràng là 10 cọc số chỉ giờ bằng kim cương đã được bọc chắc chắn bởi một lớp viền vàng sáng bóng. Đầy đét là bộ sưu tập có vô số biến thể mặt số. Cọc chỉ giờ có thể từ kim cương như trên chiếc REF 128239. Cọc số La Mã có trên chiếc REF 128349 thì vị trí ô báo thứ hay vòng cung báo ngày đều không thay đổi. Được đặt tên là Day Date kể từ khi được tung ra, mọi chiếc đồng hồ Rolex tổng thống đều sở hữu vòng cung báo thứ góc 12 giờ, trong khi ô cửa sổ báo ngày đặt góc 3 giờ truyền thống. Khi qua ngày mới, cả hai ô báo sẽ tự động dịch chuyển, và đây chính là điểm tạo nên tiếng vang lớn do dòng đồng hồ Day Date, đồng thời củng cố địa vị tiên phong của thương hiệu Rolex trong làng chế tác những năm 50 của thế kỷ trước. Hoặc nếu muốn điều chỉnh thủ công hai ô báo lịch, người dùng có thể thao tác ngay trên núm vặn bằng vàng của mẫu đồng hồ Rolex Day Date 36 128239. Có thể nói rằng, xu hướng về những chiếc đồng hồ kích thước lớn đang nở rộ trong thời điểm hiện đại, nên nhiều người sẽ mang quan điểm rằng 36mm là một kích thước bảo thủ và có thể chỉ nên dành cho phái nữ. Tuy nhiên thì với Rolex Day Date 36 128239 là một trong số ít những mẫu đồng hồ có kích thước 36mm mà chúng ta nên đeo thử một lần để cảm nhận cách chế tác sản xuất riêng của Rolex 36 mà cứ ngỡ không phải là 36. Không biết là các khán giả theo dõi video này cảm nhận như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại bình luận của mình ở phần bên dưới và đừng quên cập nhật những video tiếp theo cùng với Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.